Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Và trong tháng 8 âm lịch, do được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ nên vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 8 âm lịch, công việc liên tục thăng tiến, tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên chỉ cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 8 âm lịch thì những người tuổi ngọ là một trong những con giáp có thể nói rằng họ cực kỳ may mắn về được tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong tháng 8 âm lịch lại có thể vững vàng tự tin về thành công của mình đến như vậy thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi ngọ trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm Nhâm Dần 2022, trên phương diện sự nghiệp, người tuổi ngọ tháng này đường công danh có nhiều chuyển hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang. Đầu năm công việc hanh thông, đánh dấu một năm có nhiều bội thu, lợi lộc. Con giáp tuổi ngọ tháng này buôn may bán đắt, làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu các quý vị gia chủ tuổi ngọ đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư, ắt sẽ gặp được may mắn, nhận được sự giúp sức của bạn bè. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận, đề phòng trước những chuyến rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề, không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý vị gia chủ tuổi ngọ sẽ thu được một khoản lợi nhuận lớn trong tháng này. Tiền bạc rủng rỉnh, dồi dào, không cần lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn do mới đầu năm, khối lượng công việc ít. Vì vậy bạn cần quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép và chỉ nên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi phong thủy cho thấy rằng về phương diện sức khỏe của những người tuổi ngọ trong tháng này không thực sự tốt, lẽ dĩ nhiên công việc phát triển áp lực càng nhiều. Chính điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được. Thời gian này gia chủ cũng cần chú ý đến các bệnh liên quan đến đường thần kinh như đau đầu hoặc các bệnh như thiếu máu hay huyết áp không được ổn định. Khi có những dấu hiệu bất thường thì bạn nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra. Đặc biệt cần giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Quý vị gia chủ tuổi ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ.
Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm gia đạo của quý vị gia chủ tuổi Ngọ khá tốt, tháng này có nhiều chuyện vui đưa tới về việc gia đình, có thêm người thêm của. Với những người đã có gia đình thì tháng này yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Những người còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã xô xát, khi đó hãy bình tĩnh đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận và cảm thông. Như vậy mới có thể tiến xa, đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người mình yêu thương. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn. Mọi việc trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kết thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ sẽ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh của mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Ở độ tuổi này, cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì càng có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng này với những người tuổi Mậu Ngọ vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên năm mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo yên vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong học tập, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Sự nghiệp của những người tuổi Canh Ngọ tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Canh Ngọ tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra nữ Canh Ngọ phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 nhâm dần cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại, tuy nhiên cũng chưa thấy có dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều cần chú ý tới điểm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háo đá. Ngoài ra cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, theo quý thầy Gia Cát, ở độ tuổi này, các bạn không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới học tập cũng như chuyện thi cử. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022 tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Tháng này không phải quá đen đủi, đối với những người tuổi Ngọ, cần chú ý những ngày sau.
Ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Tý, có nạp âm Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức ngày 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Sát Tý, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức ngày 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ngọ trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức ngày 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tử vi tuổi Ngọ trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất, những kiến thức bổ ích từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh.